ui trời ơi, trời ơi, trời ơi, hello, chào mọi người nhá, chào mọi người trở lại với kênh của em nha. Lại là em đây, lại là ông anh huyền thoại rồi. Nay không mặc áo mọi người ơi. Giờ đồng nó cắt xong rồi, nay em ra đổ ít, đổ mấy cái hang chuột mọi người ơi, kiếm bữa cơm chiều. Giờ dịch quá. Mọi người theo chân mình kiếm ít chuột ăn ăn bữa chiều nha. Ồ, đây có cái đường chuột đào này. Chuột đào đâu? Đâu ba? Đấy, đấy này. Đâu? Có đường chuột đào để nước lên xem có lỗ để đổ nước. Ừ, có đấy. Đâu ba? Ôi chuột con rồi. Ôi trời ơi, cái này là chuột con vậy là có chuột mẹ luôn. Holy shit. Ê cái đuôi sao nè? Ừ. Im im con. Đây có cái hang bên này nè. Ui. Ê chuột mới nở mọi người. Ôi giời ngon chưa? Những cái hang như vậy là chắc chắn là còn chuột mẹ luôn này. Con chuột mẹ ở đây à? Bảo chuột cái hang này á. Ù, đẹp chưa? Trời ơi mọi người thấy không? Đấy, bây giờ để anh em mình đổ nước coi xem có chuột không. Từ từ đã, em đặt lòng ở đây đó, nó chạy ra là chết. Vậy đặt về hai bên, đặt một bên thôi. Không, đặt. Ê, cái đuôi mọi người. đâu nó thun đấy rồi, giờ đổ nước lại chạy qua đấy đấy. Nhưng mà mày phải che đống rơm trên. Biết rồi. Ôi, mày đặt đại nghe đi. Từ. Rồi lấy rơm, lấy gì che? Có đuôi mọi người ạ. Con dễ thương quá. Dễ thương quá bà ơi. Bảo chào mọi người đi. Bảo chào mọi người. Đấy con mình nhá. Hai con hả ba? Muốn con à. Từ đã tí nữa lấy thơm đã. Ba, đẹp quá ba. Ba. Ồ, cái con nhỉ. Ba. Cho mẹ của con à. Hai con hả ba? Bây giờ để mình đổ cái lỗ bên này nhá. Bà. Ôi con chuột mẹ đi. Ồ. Bảo đi. Ồ, có một con. Có con chuột con chạy vô cái con mẹ nó cong kìa. Con chuột mẹ kìa, ù to lắm. Con chuột mẹ nó cong kìa. Chuột mẹ đâu, thấy chưa? Thấy rồi. Cái nó đang đi kìa. Đổ đi, đổ đi. Đổ đi các bạn ơi. Đổ nước mưa ngay cho nó trăng. Thôi, con nghe con. Chỗ cái là nó phóng ra liền luôn á. Nó chỗ. Ê, chạy được mọi người ơi. Ôi, chạy rồi. Con kia. Yeah. Đi, từ từ. Đâu rồi, chui mẹ hang rồi. Thầy nói đây này. Hai thằng này mà để sảy thì đúng rồi. Ui, hang này chuối quá. Nó đây kìa. À đây rồi. Nhấc lên quay luôn. Dính rồi nhá mọi người ơi. Đây dính cắn. Dính cắn sọt máu. Con đầu tiên nhá mọi người. Lấy lúa. Lấy lúa mọi người. Không biết. Thôi giờ xét à. Để sạch sẽ đây. Nó không sạch được đâu. Ê có chừng còn con nó chạy ra đó. Không, còn à. Con mà. Bắt cho bảo mấy con chơi nhá. Dạ. Để quá bà. Để đây cho nó sống được. Nó chạy ra ngoài đi rồi. Ờ nó ra rồi. Ôi giời. Thôi kệ nó mọi người. Để con cho. Để cho bảo vệ. Bỏ vô lòng thôi, bỏ vô lòng con đi. Bỏ vô bọn sao? Bỏ đại vô thì tụt vô thì Dũng ơi về vác lòng đi Dũng ơi. Mày mở ra thôi. Ba con động cho. Cầm ấy mà mở ra cái hát. Mày mở hé mà tự bỏ dễ bỏ hơn. Ba con động đó. Con động cho. Ủa mạnh vô cũng cần nó quay ra. Con động cho ba. Ba. Con động. À rồi bỏ đã. Con động rồi. À, chứ... Con động đó. Ba. Con động đó. Con động. Hàng bé xíu à, hàng ngắn xíu à. Hôm nay có một con hả? Ba, con đụng á. Ba, con đụng á. Đi. Con đụng á, ba. Con đầu tiên nha mọi người. Con đụng á. Đi. Đấy, con đụng đi. Này, cầm hàng nó. Đi. Bảo đi con. Con đang dễ hơn. À, dễ hơn. Tiếp tục nha mọi người. Tục mình nè. Mình đi tìm hang nha. Đây mọi người này. Mấy cái hang như vậy là hang này mới nè. Hang này là ruộng cắt hết rồi, nó sẽ dồn vô mấy bờ lớn này nè. Hang này có nha mọi người. Hang này nó không có nè. À,
mọi người thấy bạn Quýt đâu? Bạn Quýt đi lang thang chưa? Nè, tập trung ra nhờ, chứ ra lỗ ở chỗ khác. Thế là nó có hang thông ở đây đó, chẳng thông là mưa. Chừng nó đi từ 8 tiếp. Ấy, có chút con ở đây này. Phải đổi tiếp. Ồ, có chút con. Ê, hỏi ra bên này nó chảy này. Không bà phải. Ba. Ba hỏi con chuột ở đâu không ba? Ở đấy đi con. Ở đâu? Đâu ạ? Đây này à, qua đây đi con. Không, cái lỗ này to quá không đổ hết. Nhưng mà chắc nó phải thông được, phải biết được hang đó. Nó thông ra. Đi tiếp đi. Người nó cái cả. Đẹp nhờ. Cái gì? Cái chỗ hang nó đẹp ha. Ừ. Đi bảo ơi. Dạ. Tiếp tục nhé mọi người. Tiếp tục mình đi tìm hang nha. Hang này có rồi, tí nữa. Đi nhìn ngoài kia. Hang này có này. Đâu có đường chạy đâu. Hang này có này. Cái này nó cắn núi đó này. Mà nước đâu đổ. Thôi mình đi qua bờ lớn đi. Cái này giống như ai đổ rồi. Nhưng mà nó vẫn vô nó ở lại. Ê con này có nút chân này tí nào. Nước. Nhưng mà không có nước. Nước đây nè. Nước như mương nè. Trời ơi. Ê dựng ngược lại. Đây nè. Thôi đi qua bờ lớn. Đây nè. Múc đây cá được mà. Bơi nè. Ấn chứ mà là có. Cái này cũng có người đào rồi. Bảo đứng đây. Bảo đi ra đây nha. Đổ từ cái hang nhỏ trên hang thông này thôi, thế nào? Nó thông thì nó thông rồi. Ê đâu đây. Thấy rồi đây nè. Đó. Ui giời to. Đó, con chuột bé đấy. Ừ. Ê con chuột ra. Đâu rồi? Đâu. Chín rồi nhé mọi người. Con thứ hai nhé mọi người. Chết luôn. Ở này có mấy con thế anh em mình này. Chết luôn, nát về làm thịt luôn. Dạ. Ờ. Giờ đi. Giờ nó thằng. Ừ. Ui nó bắn sống rồi. Cái này đập chết luôn mọi người. Cái máu kìa đó. Cái nốt chân, hà lộ lên nốt chân không? Ờ. Lại lộ cái kia này. Bảo đứng yên đã. Mày lỗ này mày giờ có đổ ra liền nè. Hay lỗ mọi người. Đây là có lỗ thông nữa này. Ê đây kia. Ổ ra đâu mọi người. Đổ cá ra luôn rồi. Ở dưới. Đổ một cá ra liền nhé mọi người. May nè bữa. Con này bẫy rắn là vừa luôn. Vậy là có hai con đó. Mình đập chết nha mọi người. Này bẫy rắn là vừa luôn này. Này con chuột con này nè. Bẫy rắn vừa luôn. Hai con luôn. Kiếm cái thùng mà. Có chuột mẹ ấy. Ba hai con luôn. Vậy cái lòng nhỏ đâu? Bắt nè bẫy rắn. Đây nè.
hơn này. Đặt một cái lồng. Con này bé quá. Không, như vậy là vừa. Nó bé quá. Ừ đúng rồi, con này rắn bé ăn được nè. Bắt đi. Nó chỉ cần thấy chuột là nó sẽ vô, hiểu không? Con chuột này chắc lọt cái lưới kia, cái lưới mình làm bẫy rắn quá. Ừ, nhưng mà bắt đi rồi để bẫy rắn. Cái bỏ đâu? Chứ phải bỏ bao chứ bỏ đâu giờ? Mày đi lại đó ra đấy mày lấy đi Hoàng ơi. Hay lấy cái thùng hay lấy cái lồng theo đi Hoàng ơi. Vậy thì mang một cái bao theo nha. Lý Bảo ơi. Hải đi đâu vậy? Nó lấy bao. Có không? Tiếp tục nhé mọi người. Đây. Hàng chạy này. Đổ cái lỗ trên này. Đổ lỗ trên đúng không? Đây này, đây này, bên này có lỗ nữa này. Cho chạy ra luôn. Phóng vào ruộng dưới bộ. Chợ hang này khác hang ở ra. Ờ ra rồi. Ra giờ đấy nhỉ. Mấy hang này chuột gom hết vào đây rồi. Đây này có cái hang nữa này, kệ kệ cái đấy. Ờ nó qua cái hang này đổ đi. Đúng rồi. Chưa đầy đâu. Cái này không có rồi. Có ra rồi. Đi đi. Cái này chắc không có mọi người á. Tìm hàng khác á. Ui đây này. Chạy luôn. Hàng mới này. Chạy trong pha luôn. Mấy hàng này nhớ có chụp lỡ mấy con rồi. Ô nó thông lên tới chỗ này luôn nè. Không phải lên tới đây đó nhà bác. Hả? Cậu bắt con chuột nhỏ ra như vậy. Ờ. Bắt để ăn. Không đang ngay đây rồi. Ôi, thất bại rồi. Ôi. Có chuột vừa lòi lên này. Xong cái đài đây luôn. Cái bơi bám được. Chuyện nó chưa ra. Chưa ra đâu. Đổ từ chuột nhẹ ra kìa. Chuột nhẹ ra rồi. Trời ơi, nước rồi hả? Xong cái này đó. Xong tới hang đó luôn. Nước đâu nó láng rồi. Hai lồng chuột đâu? Lại chung luôn. Hai lồng chuột đâu? Giờ đây nó mới cầm đâu? Đó, ngay trên nó đi lại lúc là thấy. Đổ vô. Nó đang đây. Xong tới bên này rồi. Này có hang thông rồi. Có hang nó đi lên. Nó đi lên trên khô ấy. À. Hang vậy khó ra lắm. Đấy, không lên hang khô ấy. Ừ. Thế này, thế này, thế này. Phải không? Anh Dũng bảo bụi mắc mèo ngay chỗ cây kia này. Con rắn này nó chui vào hang. Con rắn tao. Con rắn gì? Bà hai mẹ con bà kia thấy bà gọi ra 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 em thấy má một là ráo hai của mèo. Trời nguy hiểm lắm. Bây giờ ta bảo đặt con chuột đấy là tối này kiếm được. Còn bảo đặt tối em mới ăn về làm cái chuột đấy. Ờ. Đấy là ngăn à rút cho rút à. Ừ. Đi bảo ơi. Đi qua bên bờ này thì không đi, cứ thích đi cái bờ nhỏ. Đi xuống dưới đây này, cho nó lẹ. Tiếp nha mọi người, đi qua cái bờ khác nha. Bờ này hết rồi. Cái bờ này có chuột bự nhiều rồi. Bờ này, giờ mình đánh bờ này nha mọi người. Cái bờ hôm bữa mà mình đặt lồng không có nè. Nhưng mà em sợ họ ra điện hết rồi. Sợ
là vì hôm mà em đặt lồng xong là có người chạy điện đó nhá. À. Một thằng đứng xa xa đi. Nó ra. À để nó kêu ra em kêu vậy. Đây kìa, chút đỡ, chút đỡ. Ôi con. Ui, ra đây, ra đây. Không phải con chuột. Con này bé quá. Đây đây, bắt luôn. Bị rắn luôn. Bên này con chuột bự này. Bên này này. Mình để nó vào hang. Đó, nó đang ngoài. Đâu rồi? Đó. Đó đây. Kìa, hang. Đùa đi, đùa đi. Ê, bảo đi. Đó. Vào hang rồi. Ê. Chuột con. Chạy vô hang lại rồi mọi người. Hang nào? Kia. Mấy tay này nghiệp dư quá. Ừ, vậy vô cũng được. Nghe cổ sợ nó cắn. Mang theo con chó thì con chó. Ba, con bắt được con này nè. Con chó nó cắn sao hả anh? Bà đứng xin ra con. Hay là nó vô hàng khác á? Nó lên hàng khô rồi. Cái gì nó vô cái hang bên cạnh này chính ơi. Đi đi. Bây giờ nó mới ra là cái bàn chuột nó bắt nó bắn đây này, cứ đổ đi. Một con giờ mới ra. Đổ liên tục. Đó. Nó lên căng không khô. Thôi, qua hàng khác đi. Bên này cũng có hàng. Thôi đi thôi. Bắt nó. Bọn này khoai quá. Mình đi tìm hang nhé mọi người. Hai em đi theo cái đường mương ấy có thế nào? Không, ít lắm, xuống kia nhỏ, bướm bờ tre đó. Đây, mấy cái hang bướm nó đào này. Ba ơi, hồi nãy con cừu nó đào ở đây này. Con dâu. Này. Nó đào nhá. Đây, có hang này. Ba ơi, có hang ở đây nè. Wow.
Hàng này hàng thịt mà cho nội. Bảo. Đây là hàng này nó ướt rồi nó có nè. Đây này. Cái hang ở đây mà. Ba cái hang ở đây mà. Ừ. Em phụ sắp nước qua đấy rồi. Ví dụ rồi. Hồi nãy cậu thấy cái hang ở đây rồi. Ba. Ba ơi. Ba cái hang ở đây này. Đứng xa xa ra đứng đây làm gì? Cái hang này là bị chạy điện rồi nhá các bạn. Không, hang này nó đang đào thì mình bắt nó rồi. Gì vậy? Kìa đáp bắt lê bẫy rắn. Trời em chuột con kìa, có chuột mẹ nha. Bắt đi tên chuột mẹ đấy. Con này có nào chẳng qua đây đâu. Bắt miếng bé đi. Bé làm gì vậy ba? Bé qua nó khó sống lắm nhỉ. Nó bơi nè. Chốt. Cái hang này có hang thông cho mình rút nước nhanh. Này ba hang thông này. Có mẹ à, con ra bảy một là mẹ bị bắt rồi. Không phải biết là mấy hang kia. Không có hang có con là chưa bị bắt đâu. Ba để con bắt con. Đứng xịt qua kìa. Không bắt. Đây rồi, đã hết mấy hang này rồi, nó không thì nó không phải thôi. Quýt. Hang bên này nè. Đây nè. Quá. Đây được rồi. Ê, nó ra nè. Dính rồi sao ấy. Đừng để chạy vô hang lại nha. Ừ. Bắt nhỏ xíu à. Nhỏ xíu bự. Chỉ thấy nó chuột thôi, sao thấy bự. Nhỏ xíu à, đang chạy này. Chuột đang nào rồi. Đang nào ra. Có hang đâu rồi. Đổi đi hàng, đổi tiếp đi. Thấy chuột nhỏ xíu à. Gì thằng Bảo giật điện à? Đang ngồi giật ngửa. Thấy cái tiền đấy. Có đâu. Chứa nước đang còn rút mà. Đầy chứ. Rồi. Thôi đổ nhanh đi anh tí nữa, ưu tiên mấy hang nhanh đi. Khủng quá. Ba còn không? Sợ nó đi chơi nó chưa về đâu. Ủa đây có hang nè, cái hang này không được hả? Hang đây chứ. Thôi đổ hang tiền phải đi. Đổ hang trên phải nói rồi, hang dưới sao đổ? Okay.
ăn nhỉ? Đi ra chỗ khác coi. Trời ơi, cái hàng này bảo con đi chỗ khác đi. Ta này. Bước. Đi đổ hàng này đi. Hàng này là ra nè. Đá hàng này đi. Hàng này có người đổ hay gì nè. Thôi, không được. Đứng xa xa thì nó không à. Đừng để vô hàng lại. Cho buồn. Ồ, có bóng bóng. Bóng bóng ấy. Có chuột đấy. Rung rung này. Ủa, xịt nắng đẹp chưa? Mày mấy cái hàng bên kia thấp dễ đổ nhỉ? Ngắn. Không ta. Không không. Ủa, nó bong bóng lên ghê ta. Ê, ê. Có vẻ nó gần gần lên nữa ta ơi. Quý nó bổ cái gì ạ? Dáng đổ 10 thùng nữa lên này. Câu bóng từ cơn dưới. Mưa, cơn mưa. Xoắn là vừa đấy. Cơn mưa ấy mọi người ơi. Đẹp vui rồi. Cái thằng này xoắn nó vừa đấy. 1 2 Bờ này không ngon bờ kia. Ừ, bờ kia nó nhỏ. Bờ kia đi dặn mấy đường bê tông cơ nó có. Thôi còn ai đây? Còn ai bỏ mô đổ 1-2 thang nữa vậy? Điểm báo mưa bão đến. Lụt tới là. Cái chừng lụt thật. Đào kia xong ven nước cũng cạn nữa. Ừ. Xong rồi hả? Chỗ đồng tính thì đây có chờ nè tính không? Yes. Chạy như thác. Quay đi. Thôi, đi xuống đây luôn đi. Thank you.
với 2 ống chế này là to lắm rồi. Mấy con này bắt mấy rắn nha. Thôi mưa gió rồi. Dịp sau em đi đào tiếp nha. Mọi người thấy video hay nhớ cho em một chia sẻ nha, không cần mọi người like luôn, nhớ chia sẻ cho em rồi. Rồi chào mọi người nha.